liên tục. Ngồi ăn bữa cơm mà không xong là hứng bơm tới, khổ đau đà thúc bên lưng này. Cái con đường đe dọa của kiếp nhân sinh nó đang ở trước mắt. Một là điềm trời, chừng nào thấy thiên thạch rơi, sao băng rơi. Thứ hai là điềm đất, chừng nào động đất, chừng nào sóng thần sụp nhà sụp cửa lo tu. Thứ ba, con người không còn thương yêu với nhau nữa, và đứa con nít 10 tuổi mà biết yêu là gắng cố gắng lo tu. Vậy thì cuộc đời quá khổ, không chỗ nào vui, xét tới xét lui tu là cõi phúc, cõi trần tạm giả, xin chớ vấn vương, về chốn Tây Phương mới là vĩnh cửu. Mới bảo lục chỗ này chưa dứt, kế xảy ra động đất chỗ kia, đói đau chết chóc chia lìa, nhân sanh đang mắc đầm đìa thiên tai, là nhảy đùng ngắt phải lọt ngoài sâu, chẳng gặp xuồng ghe chừng mấy gầu, làm sao lo liệu tu cho kịp, bập bẹ Nam Mô cũng nhọc cầu. Đó là Indonesia, Malaysia, Philippines, là cái gì là ma ma là tiêu chân, chỉ còn có nước ma ha si nhông à, là nước này nè. Thêm tấm nữa, niệm Nam Mô Đà Phật được 6 chữ là lãnh 600 ngàn, cũng lắc đầu không chịu niệm. Còn hai lùng cũng cầm 300 ngàn, nói con niệm trước cô niệm theo lãnh quà. Nam Mô với Đà Phật, ba giật tay lại ba nói cho không cho, thôi cái này khó nói quá à. Đổ mồ hôi chú kẻ ở đời, một năm chẳng niệm Phật trời một câu, chữ lộn thì muốn chữ cho lâu, còn khuyên niệm Phật một câu cũng không gặp. Bỏ quay bây giờ mới nói định bò, sao nhìn tướng nó sẹp lép mày. Nói gì hiểu rồi nghe. Nói chú, bộ mấy người tu người nào cũng có củ tỏi chứ hả chú? Ông Bảy nói ừ, tu là có củ tỏi hả? Chỉ nói hồi nãy chú nói người nào tu có củ tỏi, mà ông này ông tu đâu có củ tỏi đâu. Ông Bảy nói tại vì tỏi nó mới trồng cho nên chưa có củ. Cách đây là 1.5 năm, con đi cái phái đoàn 150 người chung cái hang điện 13. Con nói ông nó túa bả la làng mà bả bò bả la sụm chân. Bả nói chú ơi chú, ông sao nó gượt có mình ơn tôi hả chú ơi. Con nói bà không chịu niệm Phật. Bả nói biết Phật đâu niệm. Thấy gì cái con mượn cái khăn bàn của bà, hai cái khăn lớn như nè, con chùm cái đầu bả chùm xuống, khuất cái mặt giống cô dâu mới về nhà chồng vậy đó. Con nói bây giờ bà niệm Phật đi. Bả chùm cái đầu xuống, bả nói Nam Mô trời Phật thánh thần ô. Kinh kệ vốn là chìa khóa ngục, chúng sinh là kẻ bị nhốt trong tù, xem kinh mà chẳng chịu tu, như chìa khóa có mà tù không ra. Danh cao chổi dù quanh quanh liệt liệt, Tần Thị Hoàng hay Chủ Kiệt còn chi, Sở Bá Dương Tào Tháo có ra gì, tử thần đến cũng co đầu gút cổ, Mạnh Quân Bá mu mô cùng tột chỗ, hỏi ngày nay các ông ấy có còn chăng, vào Thạch Sùng Dương Khải mấy ai bằng, khi chết đến lấy gì thay thế đặng. Đó cho nên thấy người chết rồi mình cũng chết, thấy người đau mình mạnh hoài sao, xe tan vừa thoáng qua mau, chôn người hôm trước là bữa sau tới mình. Vậy Phật thì trong đời ai quy cửa Phật, đặng ghi tên nơi bảo liên trì, đến ngày long hội mở thi, sẽ cùng các Phật đồng quy một đàn. Ông kia nói chiếu dở tay tôi chống sĩ gì sao gỡ. Nói xong là cái đầu ông gục xuống bàn cờ ông chết luôn á. Còn bà nội đến bài tứ sắc, bà nói đôi ngã ngang đây chết luôn, vô thường mau lẹ sớm quay đầu, thân này ti có chẳng bền lâu, mai lo danh lợi chiều nhắm mắt, khuyên mau niệm Phật kẻo bạc đầu, khuyên ai tinh tấn tầm giải thoát, không tu khi chết biết về đâu, đêm ngày gắn nhớ câu niệm Phật, tầm về cực lạc khỏi đọa sâu luôn. Ta bà có phải cảnh này không, chìm nổi theo sau lớp chặt chồng, lo ngược lo xuôi lo lẳng quẳng, sợ già sợ chết sợ mong lung, được thân cơm cũng ngày hai bữa, hơn thiệt làm chi giá mấy đồng, này hỡi khách trần mau tỉnh ngộ, nương thiền bát nhã dược sang sông. Khuyên lớn nhỏ từ trai chí gái, thân phàm không tồn tại đừng mê, nơi nhà xưa cảnh cũ nhớ về, bạn đang ngóng mẹ cha đang đợi, khó mấy cũng gắng về cho tới, gặp gỡ nhau một hội này thôi, nếu chần chờ để trễ qua rồi, ắt sao trải muôn đời khó gặp. Cuộc đời gẫm lại rất nên ghê, dời đổi tan thương khổ đủ bề, tài sắc tranh đua trong biển nghĩa danh, câu nhữ giữa đường mê, ta bà đắc khách giờ tạm ở, cực lạc quê xưa nhất định về. Lớn chút cái lai gai đầu đường xó chợ, lớn chút cái dựng vợ gả chồng, giấc này như hoa hồng mới nở, kết nợ quan gia, làm mẹ làm cha, làm ông làm bà, già bệnh chết lết vô hòm nữa là xong.
Vậy thì trần thế này chỉ là chốn tạm nương, cũng như quán trọ ở gian đường, mỗi người là khách dừng chân tạm rồi sẽ đi về chốn diễn phương. Chừng nào tử thần kêu siêu mỏng lên đường, mình nhớ là xăng dầu chuẩn bị đề ba cái là chạy. Rồi tiếp tục nữa, mình vô trong cái chùa của hai sư cô, tới đó là mình nhìn thấy được ba cái ngọn núi luôn. Một là núi Già Vạn Liên, cái thứ hai là núi Ô Tô, ba là thấy cái dồn chư thần. Và cuối cùng mình lên cái điểm Mùa Hâm là cái nơi cao nhất trong cái vùng Thất Sơn, 716 m là cái nơi linh thiêng. Rồi mình bật qua cái điểm Mồ Côi, mình chung xuống cái hang điểm 13, cái chỗ mẹ đẻ ngày mai con làm bà mụ đỡ đẻ cho quý vị. Ở miền ngoài bây giờ đang chiến tranh, ăn bơm liên tục, ngồi ăn bữa cơm mà không xong là hứng bơm tới, khổ đau đà thúc bên lưng này, cái con đường đe dọa của kiếp nhân sinh nó đang ở trước mắt. Mình tu ở đây đó, mình giác ngộ cái cuộc đời là khổ. Ngày xưa Chúa Giêsu khi mà ổng chết xong, 3 ngày sau sống lại từ trong hang đá, ổng quay trở về. Chúa nói Chúa sẽ nói cho các con 3 việc này, rồi Chúa sẽ thăng thiên. Chừng nào nhìn thấy 3 việc này ứng hiện thì các con gắng cố gắng lo tu. Một là điềm trời, chừng nào thấy thiên thạch rơi, sao băng rơi, mưa đá rơi, gắng lo tu. Thứ hai là điềm đất, chừng nào động đất, chừng nào sóng thần, sụp nhà sụp cửa, lo tu. Điềm thứ ba, con người không còn thương yêu với nhau nữa, và đứa con nít 10 tuổi mà biết yêu là gắng cố gắng lo tu. Bây giờ con hỏi tất cả quý vị trong cái hội trường này, 3 việc này có chưa quý vị? Mưa đá có chưa mấy cô? Có luôn, hiện bây giờ cũng vẫn có luôn. Động đất có chưa mấy cô? Rồi sóng thần có chưa? Sụp nhà sụp cửa có chưa? Có luôn. Rồi con người không còn thương yêu với nhau nữa có chưa? Có luôn. Cái người dân á, không thương với nhau là chuyện đó đã đành, nhưng mà ruột thịt với nhau mà còn không thương nè, cũng hiếm lúc con còn giết mẹ dành của tiền cốt nhục giết nhau. Đứa con mà cầm cái đầu ở trong sàn nước đi ra. À, hai vợ chồng vì ghen hờn giận hờn, bà vợ khoăn thay ông chồng mấy chục mảnh, đem gãi chỗ này chỗ kia, trên mạng trên đài đủ thứ chứ. Đó, hai anh em ruột với nhau, 12 giờ trưa cái ông anh ông ca ra ok, ông em chịu không nổi, ra khuyên mà khuyên một hồi không được, hai ông cự với nhau, ông em cầm cái mát thọt cái ông kia chết tại chỗ, ông này là vô tù ở. Cốt nhục tương tàn, không còn thương yêu với nhau nữa, đây là cái điềm Chúa cho hay hết rồi. Còn cái chuyện mà con nít 10 tuổi biết yêu bây giờ là dư sức luôn, con nói 9 tuổi rưỡi còn yêu, đừng nói chi 10 tuổi. Cái thời buổi bây giờ quý vị để ý đi ha, mấy em mấy cháu mà 5 tuổi nó lướt Facebook, con nói là không đẹp mắt không ăn tiền luôn. Nó nhắn tin còn giỏi hơn con nữa. 5 tuổi 6 tuổi nó cài đặt Facebook, Zalo, nó bấm cái như ý luôn. Cái này là ông trời phú cho cái tuổi trẻ thông minh đó, sao đâu, quá sức là lạ thường đó. Còn đến chừng mà 8 tuổi 9 tuổi nhắn tin anh với em ngọt xớt luôn. Có hết trơn hà. Mình nói kỳ chứ thật sự ra, để con kể quý vị nghe nha. Hai đứa 9 tuổi nó thương nhau tại đầu cầu. Có ông già đó, ông ăn cái gì biết, ông đau bụng, ông ngồi trong cái nhà cầu á, ông núp trong cái bụi chuối. 7 giờ rồi hai đứa nó hẹn ra đó, nó yêu nhau. Ông thấy gì ông hộp xuống. Ông nói hồi đó mình tình yêu tuổi lớn mà bây giờ 9 tuổi không biết nó yêu cách sao. Thôi để gình coi nó nói cái vụ gì. Chả cũng nhiều chuyện nữa, dùng đau bụng ngồi trong cầu cũng nhiều chuyện, nhìn có nó yêu làm sao. Hai đứa bắt đầu cái nó tâm sự nhau nghe. Thằng trai 9 tuổi nó quèo nhỏ kia nói: anh xem em chắc anh quá hả. Nhỏ bên đây nó cũng nói: em xa anh chắc em cũng quá hả. Ông nói công nhận cái thời buổi này nó yêu mùi thiệt chứ. Hồi đó mình cái tuổi này đâu có biết đâu, mà nó ngọt xớt. Ông thấy gì ông cũng núp xuống nữa để ông nghe con nói thì sao. Chừng phút gửi đồng hồ cái nó tiếp tục nó cũng nói nữa: anh xa em chắc anh chết quá hả. Nhỏ bên đây nói: em xa anh chắc em cũng chết quá hả.
Ông nói sao có một câu một mà nó làm tới làm lui. Hai phút hồi sau nó cũng nói anh xa em, chắc anh quá hả. Nhỏ này nói em xa anh, chắc em cũng quá hả. Ông bất cứ quá, ông ngước lên nói tao ở trong này tao đau bụng hồi tao cũng vỗ vỗ đi. Hai đứa nói gặp cha già lũ đạn, hai đứa nó bỏ nó vô. 9 tuổi mà biết tình yêu nói chuyện anh em ngọt xớt, cái tuổi như mình hồi mười mấy năm trước làm gì biết cô bác đó. Cho nên ý nói là ứng hiện qua cái thời kỳ khổ đau của nhân loại. Vậy thì cuộc đời quá khổ, không chỗ nào vui. Xét tới xét lui, tu là cội phúc. Bài tường trong đục, cạn lẽ thiệt hơn. Mau sớm trở chân để còn cơ hội. Chớ gây điều tội, chớ dướng điều tà. Lập hội long qua thì là có mặt. Đèn trần sắp tắt, trái đất gần tiêu. Làm phước cho nhiều, từ bi cho khá. Cõi trần tạm giả, xin chớ vấn vương. Về chốn Tây Phương mới là vĩnh cửu. Qua bệnh không còn khổ đau, không còn động đất, không còn sóng thần, không còn thiên tai đâu. Kẻ thiện chí nhìn qua thấy sự, không khỏi lòng tư lự đau buồn. Nhân sanh gối tợ chỉ cuồng, chưa xong nhân quả cái tuồng thiên tai. Mới bảo lục chỗ này chưa dứt, kế xảy ra động đất chỗ kia. Đối đau chết chóc chia lìa, nhân sanh đang mắc đầm đìa thiên tai là diễn ra đủ cái màn lớp ở trên. Còn Ukraine với Nga hai cái nước chiến tranh không mà còn ảnh hưởng cả một cái khu vực cuộc sống của nhân tình mình hiện tại. Mưa gió bão bùng chất độc loan tỏ là do cái vũ khí chiến tranh không. Mà quý vị để ý đi, hai nước mà chiến tranh mà còn khổ gì. Sau này thầy nói là bốn phương có giặc khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha. Bốn phương có giặc, đông tây nam bắc, chỗ nào cũng chiến tranh hết trơn. Mình đi qua cái nước nào giờ quý vị? Con nói bây giờ chỉ còn mình qua cái nước tương là chắc ăn. Qua cái nước tương là đạo. Dậy sớm mau kiếm chữ ma ha, thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Thầy nói các ông mà muốn tránh cái nạn chiến tranh là chui xuống gốc bàn thông thiên trốn đi là chắc ăn. Thưa thầy, bàn thông thiên làm sao trốn được thầy? Thầy nói thấy vậy đó, mưa không rơi, đạn không tạc, là sáng chiều cúng lại. Hướng về tam bảo quy tu hành là Phật sẽ cứu giúp mình. Ai mà tu tỉnh chuyên cần, làm đường ngay thẳng là có thần độ cho. Xin thưa quý vị, sau này cả thế giới sẽ trải qua một màn kinh thiên động địa. Chết nằm trong nắng trong mưa, trôi theo gió, chết lùa theo mây. Còn một nạn cột kèo xa dách, người không tu là sạch bách không còn. Mà thầy nói chỉ là cứu lương hiền chẳng cứu người hung. Kẻ gian ác thì tới sau tiêu diệt. Nên mình bước vào cửa đạo là vì mình tránh cái sự khổ của ngày mai. Để sau đến việc tả tơi, rồi tu sao kịp chiều mơ cho thành. Ngày nay chim đã gặp cành, chẳng lo đậu lại cho gành gió mưa. Máu đào khắp nước khổ vô cùng, Nam Việt dân tình mãi thung dung. Chẳng lo tu tỉnh cầu Phật Thánh, để nước tới chân mới nhảy đùng. Nhảy đùng ác phải lọt ngoài sau, chẳng gặp xuồng ghe chừng mới gầu. Làm sao lo liệu tu cho kịp, bập bẹ Nam Mô cũng nhọc cầu đó. Cái khúc này là mình niệm không kịp mà tu cũng không kịp luôn. Vậy thì cô kia cũng hỏi chú ơi, sau này cả thế giới tiêu vậy còn có nước nào không? Con nói còn hai nước. Một cái thứ nhất là cái nước tương mình còn nha quý vị. Còn cái nước tương cái thứ hai nữa là Indonesia, Malaysia, Philippines. Là cái gì là ma ma là tiêu chân. Chỉ còn có nước Maha Si Nhông à. Là nước này nè. Cái nước này là cái nước Maha Si Nhông đó. Tức là cái đạo đức. Người bước chân vào cửa đạo, nghĩ si cho cạn sự đời, tu là cội phúc của người trần gian. Dù cho các bậc giàu sang, chữ tu không có như thoàn nước vô. Lấy giang hùng mà dựng cơ đồ, đâu bằng lấy chữ Nam Mô xây thành đó. Nên mình tu là tránh cái sự khổ. Cái thứ hai đó là sở dĩ mình đi tu là vì mình có duyên lớn lắm quý vị. Thế giới này 195 nước, Đức Thầy ra đời tại đất nước Việt Nam là mình có duyên. Ngài dân chỉ đáo lai trần thế, cõi trung ương nằm đất nước Việt Nam. Và nước Việt Nam chia ra ba miền, Nam, Trung, Bắc. Từ tỉnh An Giang tới mũi Cà Mau gọi là miền Nam. Từ mũi Cà Mau dài tới Thanh Hóa gọi là miền Trung. Từ Thanh Hóa dài tới ải Nam Quan gọi là miền Bắc. Mà thầy nói đạo lành mở cửa nơi miền Nam Bang. Đang hạnh phúc ở đây, mưa, bão, lây quay, lướt đi qua hết.
mình cầu nguyện hàng ngày Phật Dương độ chúng thế giới bình an đi ngoài hết. Còn quý vị thấy đi cứu trợ xa xa ra ngoài, miền Trung miền Bắc ở ngoài cũng đồng thời giáp ganh, nhưng mà ra ngoài trạnh lòng thương xót tâm hồn của người tu, 100 gia đình điếm chưa được ba cái bàn thông thiên. Rồi khi đi ra ngoài cứu trợ đó, mình thấy người ta nghèo khổ tội nghiệp, nhưng mà khuyên niệm Phật ở ngoài người ta không biết. Với cô niệm Phật đi cô, bà nói chú ơi niệm Phật là niệm sao vậy chú? Cái tấm 200 ngàn, anh thích nó nói cô nói được cái tiếng Nam Mô là tặng tấm giấy 200, mà giờ mới tấm tiền chứ không chịu niệm. Ông móc thêm tấm nữa, A Di là thêm tấm nữa, cũng dòm làm thinh, Đà Phật là thêm tấm nữa, niệm Nam Mô Đà Phật được 6 chữ là lãnh 600 ngàn, cũng lắc đầu không chịu niệm. Còn hai lùng cũng cầm 300 ngàn, nói con niệm trước cô niệm theo lãnh quà Nam Mô với Đà Phật. Ba giật tay lại ba nói cho không cho, thôi cái này khó nói quá hả. Mà Nam Mô với Đà Phật đâu khó đâu, nãy con quý vị niệm Phật hồi nãy giờ là mỗi người ít nhất cũng 50 câu không khó. Nhưng mà cái người không duyên là ta niệm cũng được. Đổ mồ hôi cho kẻ ở đời, một năm chẳng niệm Phật trời một câu. Chữ lộn thì muốn chữ cho lâu, còn khuyên niệm Phật một câu cũng không gành. Chữ lộn từ sáng tới chiều vẫn còn chữ được, ngủ qua ngày sau tiếp tục chữ nữa cũng còn văn chương. Mà cái gì Nam Mô với Đà Phật cứ quên hoài. Còn ra ngoài cứu trợ hai ba anh em ngồi để cái đầu tóc dòm dòm gì người ta không biết. Ta nói người tu là phải cạo đầu, mà mấy ông này không biết hành tinh nào xuất hiện. Bà nói chị mấy người đó là đờn on hay đừng bò vậy chị? Đờn on đó tức là đàn ông, mà đừng bò tức là đàn bà. Bà nói cái này nhìn giống đờn on quá hả. Bà nói đờn on ta phải có riêu, mà mấy cái người này đâu có riêu đâu, riêu là gâu đó. Cái bắt đầu bà liếc qua con, bà nói cái này chắc nó đền bò quá hả. Bỏ quay bây giờ mới nói đền bò sao nhìn tướng nó sẹp lép mày. Nói gì hiểu rồi nghe. Bà nói đền bò sao nó sẹp lép không có. Con nói có ở đâu có bà hai ơi. Hai con chạy đi. Bà nói cái người chả phải đền on chả phải đền bò, nhìn giống dân anh chị quá hả. Hỏi người ta tu gì mà kêu dân anh chị chịu nổi không. Mà cái người tu mà nhìn không biết bao giờ mà biết con đường đạo. Cầm cái tờ tiền mà không phân biệt được đây là 200 ngàn, 500 ngàn hoặc là 100 ngàn, không biết làm sao mình đi chợ được. Còn cái dáng của người đạo nhìn không biết không bao giờ tu được. Ông Bảy Thiện đi ra ngoài ông cứu trợ, cái trong đây mình để cái cục này nè, kêu bằng cái đầu tóc hoặc là cái búi tóc hay là cái cột xi nhông, cái bánh lái cũng được nữa. Ra ngoài cái người ta không có biết cái vụ mà đầu tóc với búi tóc. Ở ngoài người ta nói cái này là cái củ tỏi không à. Nó nói chú bộ mấy người tu người nào cũng có củ tỏi chứ hả chú? Ông Bảy nói ừ, tu là có củ tỏi hả. Đến chừng quà hết rồi đại kia nó giác vô mà nó không có cục tóc đó. Chỉ nói hồi nãy chú nói người nào tu có củ tỏi, mà ông này ông tu đâu có củ tỏi đâu. Ông Bảy nói tại vì tỏi nó mới trồng cho nên chưa có củ. Chứ mà giải thích nhiều người ta không có hiểu. Bởi cho nên ở đây đó là con nói là do cái duyên đó quý vị. Mình ở đây hàng ngày mình đi đến làm tuần đám dỗ, mình gặp đồng đạo, mình nghe đạo, ở gia đình mình có sấm giảng, mình đi núi đi non nghe được đạo lý. Một câu niệm Phật tuy là thấy vậy nhưng mà người không duyên niệm không được đó. Cách đây là 1.5 năm, con đi cái phái đoàn 150 người chung cái hang điện 13. Ngày mai là siêu mộng dắt quý vị chung xuống cái hang này cho biết nha. Là cái đoàn của con chuẩn bị bước xuống, có một cô xa xa cô lại, cô nói chú à, hồi trước giờ tôi đi núi mà tôi không biết đi hang, sẵn cái dịp mà đoàn chú đi cho tôi có gian vô hang được không chú? Con nói được, nhưng mà vô đây cô phải niệm Phật nha. Bà nghe niệm Phật cái bà dòm dòm chứ bà không biết chân. Vô trọng đoàn của con Nam Mô Di Đà Phật, 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 niệm rồi ở trong hang hết chân. Niệm một hồi bà chịu hết nổi rồi. Cái bà mà có gian đó, bà nói mấy má, mấy má, mấy má làm ơn, mấy má làm thinh giùm con mấy má. Bây giờ con sắp chết rồi, mấy má nói cái gì con không hiểu gì hết chân. Mấy cái bà kia nó vô đây bà không cho niệm Phật, lấy bà cái giọng cổ trong này.
Bà nói mấy má có niệm cái gì, mấy má niệm trong bụng của mấy má đi. Bây giờ con sắp lên đường rồi, mấy má làm giống như hộ niệm sao sao. Ủa nghiệp, nguyên cái đoàn làm thinh luôn, đâu dám trả lời. Trả lời hồi dính nguyên cái đoàn trong hang sao? Tại vô hang mà gây lộn ở trong mắc kẹt rồi sao dám. Đến chừng mà ra khỏi miệng hang rồi đó, con nói cái này là mấy ông thần ông hiển linh đó sao, lạ lắm. Ai mà niệm Phật rồi ra khỏi hang là lên là bình thường, không gì trở ngại hết. Còn riêng cái bà mà không có niệm Phật đó, mới có vừa ló đầu ra, ông ở trong bụi chừng 60 con vậy đó. Cái anh bà vừa ló đầu ra, nguyên tô ông nó nhầu nó gượt mình lên bà. Tao nói ông nó túa bà la làng mà bà bòn, bà la sụm chân, bà nói chú ơi chú, ông sao nó gượt có mình lên tôi hả chú ơi. Con nói bà không chịu niệm Phật, bà nói biết Phật đâu niệm. Ông chích vô tay ba dấu sưng liền, chưa có thôi, nhá 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 vô cái miệng bà hoài, không quýnh mà nhá tại cái miệng cự người ta trong hang nãy đó. Bà nói chú ơi giúp giùm tôi, ông nó quýnh vô tay đỡ mà quýnh vô mặt sưng chắc chồng không cho vô nhà quá à. Thấy gì cái con mượn cái khăn bàn của bà hai cái khăn lớn như nè, con chùm cái đầu bà chùm xuống phút cái mặt giống cô dâu mới về nhà chồng vậy đó, đậy lại cho nó chắc ăn, ta đậy vậy là an toàn rồi. Không cái bà nắm cái góc khăn như nè, bà kéo lên, bà hé bà dòm thử coi ông nó đi chưa. Mới vừa hé lên ông nó giọt vô, bà la làng bà nói ông vô nữa rồi chú ơi. Con nói bây giờ bà niệm Phật đi. Bà chùm cái đầu xuống bà nói Nam Mô trời Phật Thánh Thần ơi. Ông quýnh đầy mặt hết trơn mà không chịu niệm đó. Bởi cái duyên không có đó mấy cô, chứ không phải là dễ đâu à. Vô duyên là niệm không có được đó à. Người đã bước chân vào cửa Phật, hoặc giả là có đọc giảng kinh, giống lành xưa đã phát sinh, hãy nên tiếp tục tu hành chớ buông. Số nhân loại hằng muôn triệu ức, nhưng được xem kinh Phật ít người. Vô duyên khó gặp con ơi, gặp rồi lại bỏ là đời quá mê. Kinh kệ vốn là chìa khóa ngục, chúng sinh là kẻ bị nhốt trong tù. Xem kinh mà chẳng chịu tu, như chìa khóa có mà tù không ra à. Vậy thì cái duyên thứ hai là gì? Có duyên lành mình mới tu được. Hồi nãy là vì cái sự khổ bên ngoài quá nhiều mình lo tu, hôm nay là nhờ mình có duyên gặp Phật được mình tu. Bây giờ thứ ba là vì kiếp sống con người là sanh tử vô thường mau lẹ. Hồi nãy quý vị cúng mình cầu siêu cho hai người, hai người đó cũng đồng thời như mình, nhưng mà mạng số vô thường đã hết, đi về cảnh giới hư vô. Người ta đi trước lần lượt rồi đây sẽ tới mình. Tất cả chúng ta là những chiếc xe đang nằm chờ xuất bến, không biết chuyến nào đi trước chuyến nào đi sau. Xe đời lăn bánh tiễn nhau, tôi đi ở lại câu chào lặng yên. Giàu nghèo ai cũng như nhau, bốn dài hai gọng cũng ba lớp đào. Tức là danh cao chổi dù quanh quanh liệt liệt, Tần Thị Hoàng hay Chủ Kiệt còn chi. Sở Bá Dương Tào Tháo có ra gì, tử thần đến cũng co đầu gốc cổ. Mạnh Quân Bá Mu Mu cùng tột chỗ, hỏi ngày nay các ông ấy có còn chăng. Giàu Thạch Sùng Dương Khải mấy ai bằng, khi chết đến lấy gì thay thế đặng. Vua chúa văn quan chết rất là nhiều, lần lượt rồi đây cũng sẽ tới mình. Đó, cho nên thấy người chết rồi mình cũng chết, thấy người đau mình mạnh hoài sao. Xe tan vừa thoáng qua mau, chôn người hôm trước là bữa sau tới mình. Vậy thì những chiếc xe kia đã xuất bến rồi, còn lại xe mình, không biết chừng nào tử thần gõ cửa. Nên mình cần phải tu, gắng tu đặng mà chết, đừng để chết đến mà chẳng có tu. Nếu như mình có tu rồi, cái chết không sao hết trơn. Là gì? Chiếc xe buýt chạy ngang, con ngoắt lại hỏi chú ơi chú đi đâu. Con nói con về Châu Đốc. Lỡ tới Long Xuyên tắt thở, tài xế cũng đưa con về Châu Đốc luôn. Còn ngoắt lại hỏi chú ơi chú đi đâu. Con nói tới đâu tính tới đó, tắt thở chỗ nào ông dục con chỗ đó luôn. Là ý muốn nói mình cúng lại hướng về Phật Pháp. Cái chết của mình là cái giờ xuất bến, là mình về cảnh Phật cảnh tiên liền. Phật trong đời ai quy cử Phật, đặng ghi tên nơi bảo liên trì,
đến ngày Long Hội mở thi sẽ cùng các Phật đồng quy một đàn. Mua có bảo hiểm trước, mình tu là mình làm chủ cái sống chết. Ngày mai chết không sao, chết chừng nào lãnh thưởng chừng nấy. Giống như mình học mà thi đậu rồi, cô giáo kêu sớm chừng nào mình lãnh lương sớm chừng nấy. Sợ cái mình không tu, cái chết mới khổ. Mà xin thưa quý vị, cuộc đời con người nó mau lẹ lắm, nó cấp kỳ ha. Mình ăn bữa cơm mà nước chưa vào bao tử cũng chết. Có người ngủ một giấc chưa tới sáng mà cũng chết. Ông nọ đánh cờ tướng cầm con sen nói chiêu. Ông kia nói chiêu, dở tay tôi trống sỉ gì sao gỡ. Nói xong là cái đầu ông gục xuống bàn cờ, ông chết luôn á. Ông chiếu người ta chưa chân, tử thần chiếu ngược lại ông rồi. Còn bà nọ đánh bài tứ sắc, bà nói đôi, ngã ngang đây chết luôn. Ông kia chiếu, bà này đôi, là chiếu đôi. Chiếu đôi là đôi chiếu, mỗi ngượng chiếc. Vô thường mau lẹ sớm quay đầu, thân này ti có chẳng bền lâu. Mai lo danh lợi chiều nhắm mắt, khuyên mau niệm Phật kẻo bạc đầu. Khuyên ai tinh tấn tầm giải thoát, không tu khi chết biết về đâu. Đêm ngày gắn nhớ câu niệm Phật, tầm về cực lạc khỏi đọa sâu luôn. Bây giờ con xin đố quý vị, trong cái hội trường này ai trả lời được con xin thưởng cho cái điện thoại di động của ông Sáu Lầm luôn. Điện thoại ông là Nokia đàng hoàng nha. Mà trả lời chúng mới có thưởng, mà trả lời chặt về. Xin đố hết trơn quý vị trong cái hội trường này, con người mình khi mở mắt chào đời tới ngày nhắm mắt ra đi, mình ở tổng cộng được bao nhiêu căn nhà? Đó, tính đi. Chúng có thưởng cái điện thoại mà chặt là về khỏi chung gì hết trơn á. Tính kỹ đi. Cho quý vị thời gian 30 giây đại diện một người trả lời. Chúng lãnh thưởng chặt thôi. Bao nhiêu căn nhà? Nhiều. Một căn nhà. Còn ai nữa không? Hồi đó giờ ở nhiêu nhà bây giờ mất tính. Hai căn nhà hả? Cũng hay dữ lắm nha. Mà bây giờ quý vị chịu hai căn nhà không? Chừng nào đồng ý vỗ tay để thôi hồi à. Ông chú này ông nói 8 căn nhà đâu dữ chẳng. Bây giờ con đếm 1, 2, 3 là kết thúc nha. 1 2 3 nhiều 8 căn hả? Quý vị đồng ý 8 căn cho chàng phó tay đi. Rồi. Sao yếu xìu vậy? Ở bên đây nhiêu? 9 căn hả? Bên đây thêm căn nữa kìa. Bây giờ ông Ba Hùng nó 2 căn. Bây giờ con nói gì nè, cô bác mình đại diện người thôi, chứ bây giờ ở đây mấy trăm người, mà người 1, người 2, người 3, người 10, người 15, hồi chắc dính điện thoại của ông Sáu tội nghiệp ổng. Bây giờ người nào có người thôi đã mới biết ăn thua được. Tóm lại là mấy căn? 8 căn, 4 căn, 1 căn, 9 căn. Bây giờ 9 căn là cái giá chót phải không? Rồi bây giờ quý vị cho một chàng hóa tay đi. Nếu mà con tính mà đúng 9 căn đó ha, là không còn tính được nữa, thì xin chú Sáu làm ơn cho con một cái điện thoại. Tội nghiệp ổng gục ổng dòm xuống rồi kìa. Tội nghiệp. Sao đây sư phụ để đệ tử của bồ cho sao? Bây giờ để con tính nghe. Mình mà mở mắt chào đời đó là mình đi tới cái nhà, nhà nào mà bà mụ cho mình ra đời? Nhà Bảo Xanh. Nhà Bảo Xanh là một ha. Ba bữa khỏe mạnh cha mẹ rước về nhà của cha mẹ nữa là 2 căn. Rồi tính chừng mà 2 tuổi 3 tuổi đó là vô cái nhà gì nhỏ nhỏ nè, nhà trẻ là 3 căn. Đến chừng 5 tuổi đi học mẫu giáo lớp 1 tới cái nhà gì? Nhà trường nữa là 4 căn. Đến chừng năm 18 tuổi cha mẹ lập gia đình ra riêng cho cái nhà lá nữa là 5 căn. Đến chừng khá khá xây cho cái nhà tường nữa là 6 căn. Đến chừng bệnh chuyển vô nhà thương nữa là 7 căn. Chị bệnh hết thương đưa vô nhà xác nữa là 8 căn.
một lát thấy nhà mồ nó là 9 căn, cái nhà trọ này nó là 10 căn. Hú hồn hú dí làm sao? xém con căn một không? Chín căn. Hên mình nhờ cái nhà trọ này nó thôi lụm cái điện thoại 6 rồi. Thôi, bây giờ chúc bạn may mắn lần sau nghe. Giờ xin thưa cô bác anh chị, mình ở tổng cộng là 10 căn nhà. Nhưng xin hỏi 10 căn nhà đó phải nhà thiệt của mình hay không? Hay là nhà giả? Nhà giả, nhà tạm, nhà mượn không à? Phải chi mà cái nhà thiệt, cái nhà của mình đây đó ha. Ngày mốt đó là mình đuổi chủ nhà trọ đi luôn, nguyên cái đoàn mình ở đây. Tại vì nhà, nhà của mình, mà ngặt cái là nhà của người ta, cho nên bắt buộc mình phải đi về. 9 căn nhà kia còn lại cũng là nhà giả không, mà nhà thiệt của mình là ở trên kia kìa cô bác anh chị. Thầy nói là cũng gốc ngày Thượng Đế xuống trần, hoài đầu nghe tiếng chuông ngân, trở về chốn cũ cho gần Phật tiên. Thấy sanh chúng quá ghiền cảnh tục, nên nhiều lần dục thúc muôn dân. Gốc mình ở xưa là tiên cảnh tuyệt vời ở trên, nhưng mà do gì ngày nay đã lạc đạo đời nhúc nhơ, xuống cái cảnh trần gian này say đắm, cho nên quên đường về. Nên Đức Thầy nói là trở về chốn cũ cho gần Phật tiên nè. Ta bà có phải cảnh này không? Ta bà có phải cảnh này không? Chìm nổi theo sao lớp chập chồng, lo ngược, lo xuôi, lo lẳng quẳng, sợ già, sợ chết, sợ mông lung. Được thân cơm cũng ngày hai bữa, hơn thiệt làm chi giá mấy đồng. Này hỡi khách trần, mau tỉnh ngộ, nương thiền bát nhã, dược sang sông. Đang về bên kia mình nhà bển, nhà thiệt của mình. Đó. Khuyên lớn nhỏ từ trai chí gái, thân phàm không tồn tại đừng mê. Nơi nhà xưa, đó, cái câu này có nghe, nơi nhà xưa, cảnh cũ nhớ về, bạn đang ngóng, mẹ cha đang đợi, khó mấy cũng gắng về cho tới, gặp gỡ nhau một hội này thôi, nếu chần chờ để trễ qua rồi, ắt sao trải muôn đời khó gặp. Cuộc đời gẫm lại rất nên ghê, dời đổi tan thương khổ đủ bề, tài sắc tranh đua trong biển nghiệp, lợi danh câu nhữ giữa đường mê. Ta bà đắc khách giờ tạm ở cực lạc quê xưa, nhất định về. Đó, mình tu là mình không có còn vướng trong cái dòng sống chết nữa, mà trở lại cái quê xưa cảnh cũ mình. Chờ ở đây khổ lắm cô bác anh chị. Ta bà này đau thương sầu não lắm, do đó mà tu rồi là mình giác ngộ cuộc đời sinh tử. Gặp đạo tu liền, đừng đợi ngày mai, đừng đợi ngày mốt, đừng hẹn. Đức Thầy đố với câu này 87 năm nay cả thế giới không ai trả lời được. Đố ai biết đặng ngày mai? Ngày mai ra sao mình không biết. Một tiếng đồng hồ siêu mỏng không biết cuộc đời của con ra sao. Cầm cái ống nói chuyện leo lẻo chứ không biết xui xẻo giờ nào. Buông cái ống này ra gớt cũng không chừng. Có người lên giọng cổ mà chưa dứt câu là ngã ra buông ống đi chô chết. Con người sinh ra lây quay biết trường biết bò, lớn chút búng dây thun nhảy cò cò, lúng chút lơm sơn móng giò móng tay, lớn chút cái lai gai đầu đường xó chợ, lớn chút cái dựng vợ gả chồng, dắt này như hoa hồng mới nở, kết nợ quan gia, làm mẹ làm cha, làm ông làm bà, già bệnh chết lết vô hòm nữa là xong. Lết vô hòm cũng vỗ tay luôn. Trời, không sao, mình lết là lết cái thân này thôi, còn cái hồn mình về Phật về tiên nó chảnh rồi, đâu có sợ nữa đâu. Mua cái vé bên kia rồi. Mà xin thưa quý vị, tính kỹ lại cái thân mình đây. Cái thân này nè, nó đẹp, tươi, sáng. Nhưng mà xin thưa quý vị, nếu tính kỹ là sống thì nó còn quý phái nghe. Nhưng chết rồi, thân mình cho không, không ai lấy. Xin thưa nói cái câu này nó cũng hơi kỳ. Tính kỹ ra nó thua những con vật đã chết rồi. Con gà chết, người ta bán được 15.000 ký. Con heo chết, người ta còn bán được. Con bò chết, người ta còn bán được. Còn cái thân siêu mỏng chết bán được không cô bác?
cho người ta, còn chữ nữa, ông nội đem về chôn giùm tôi một cái đi. Thân mình thua cái con gà chết, cái thân của mình nó thua một thước củi nữa. Cái lúc mà cô quyết nhiều đó, người ta thiêu ở trong đó, quý vị để ý đi, củi đó bán mấy chục ngàn, cả trăm ngàn thước. Củi bán còn có tiền, còn ở thân mình lúc đó cũng nung vô, mắc trả người ta ngược lại mấy triệu nữa. Thua cái thước củi nữa không? Củi lúc đó còn có tiền, còn ở thân mình, còn mắc trả ngược lại người ta. Còn mấy cô mà ở đây có ai ăn mặn mà có ăn cái lóc sình không? Con nhớ lúc mà con 15 tuổi con ăn mặn đó, 16 tuổi mới ăn tương. Mấy con cá lóc sình mà nó trôi 2 ngày 3 ngày vớt mà đem lên phơi khô ha. 4 ngày 5 ngày mà nó thẩm 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 nó chiên, tao nói nghe nó ngon làm sao đâu. Cá lóc sình 4 ngày chiên ăn mà nó còn biết ngon. Còn ở thân mình đây chết rồi, từ sáng tới chiều ai dám đem lên chiên không? Nó xanh dờn ai dám. Ở cái thân này tính kỹ ra là nó quá ghẻ, nó quá tệ. Nên thôi mình tu, mình đổi cái thân khác đi quý vị à. À, đổi cái thân cực lạc, thân liên hoa, thân niết bàn bên kia kìa. Mượn giả thân để lập đạo màu, xong rồi cũng trả cho đâu ra đó. Áo gách đổi áo màu, xuồng cũ đổi xuồng sao, phàm phu đổi thành Phật Thánh, vậy chẳng đáng mừng hay sao? Nghĩ thì trần thế này chỉ là chốn tạm nương, cũng như quán trọ ở ven đường, mỗi người là khách dừng chân tạm, rồi sẽ đi về chốn diễn phương. Nhớ là mình là chiếc xe đang chờ giờ xuất bến, chừng nào tử thần kêu siêu mỏng lên đường, mình nhớ là xăng dầu chuẩn bị đầy ba cái là chạy, cái một tới chỗ. Còn tới giờ mình xuất bến mà xăng dầu không có, đầy ba nó tắt máy là ở lại luôn. Hai đợt trước mình đã ở lại rồi. Thời kỳ Đức Phật nhiên đăng lập liên kỳ hội, độ vô số chúng sinh mà tất cả cô bác mình ở đây. Nói cô bác thật sự đó là gì đáng khóc nha. À, cô này cổ độc giảng mà tử lớn rồi, nhỏ là có nội đi động. Bà nói vui mắn này con ơi đừng cho nữa. Nó nói nội bà độc giảng vô gì thì nội. Bà nói ông Phật ta nói con này 20 năm giờ ta tìm cái gặp. Hỏi con gì? Bà nói đến năm thanh dậu mình đi sắp vàng mà bà đọc lộn đi. Câu giảng của thầy là tay đầy sắm gian mà bà đọc sao biết đến năm thanh dậu mình đi sắp vàng. Cái nhỏ đó cái nội vàng đâu mà sắm như cái nội. Bà nói cho nó cấm nó mà xích hốt người ơi. Nói chừng nào nội hốt nhớ cho con hốt như cái nội. Bà nói người ta tu người ta hốt được, mày không tu tới giờ nam nó kẹo hốt được rồi. Không cần mà muốn trái băng mà không tu mà muốn thành thông thuyết điền thì cũng được. Cho nên ở đây đó là Đức Thầy nói sống hiền xưa bây giờ mới tỉa, chắc chờ ngày con chỗ thân tha, tuy ngày nay chưa được ấm no, sao sẽ được cửa nơi non nhật thủy. Mà mấy tháng trước đó cô bác nhớ cái vụ mà cái dòng nao có cái cồn thì nó nổi lên đó, bà con ta đổ xô quá xá luôn rồi. Ta đã nghe xứng nhau qua kẻ đông người Tây về đó rồi tắm rồi quậy cho đục nước rồi bắt đầu múc nước nó uống luôn. Bà kêu bà điện bà nói siêu mỏng ơi mày ốm quá cơ, mày uống ly nước này chắc mày hết ốm rồi mày. Chúng tôi tới nhà trò ông Tư cực lạc thượng quân, ai mà không đi đoạn Tư vỗ tay lên. Làm mẹ làm cha, làm ông làm bà, già bệnh chết, lết vô hồn nữa là xong. Đó, lết vô hồn cũng vỗ tay luôn. Không sao, còn lết là lết cái thân này thôi. Còn cái hồn mà vừa mặt vừa tiên nó tẩm rồi đâu có sợ nữa đâu. À, mua cái vía bên kia rồi. Mà xin thưa quý vị, tính kỹ lại cái thân mình đây. Cái thân này nè, nó đẹp, tươi, sáng. Nhưng mà xin thưa quý vị, nếu tính kỹ đó là sống thì nó còn quý phái nha, nhưng chết rồi thân mình cho không không ai lấy. Xin thưa nói cái con này nó cũng hơi kỳ. Tính kỹ ra nó thua những con vật đã chết rồi. Con gà chết người ta bán được 15.000 ký. Con heo chết người ta còn bán được. Con bò chết người ta còn bán được.
còn cái thân xin mỏng chết bán được không cô bác? Cho ta ta còn chữ nó nổi lên thì chôn giùm tôi cái đi. Thân mình thua cái con gà chết, cái thân của mình nó thua một thước củi nữa. Cái lúc mà cô biết nhiều đó, người ta thiêu ở trong đó, quý vị để ý đi, củi đó bán mấy chục ngàn, cả trăm ngàn thước. Sanh đắc đạo mình cũng còn ở đây, cơ hội lần ba, nếu thầy cái đời lập Long Hoa Hội chuẩn bị kết một bên, mau chân bước đến Long Hoa Hội cầu Phật hòa vui cõi đại đồng, hai lần trước rớt được vòng ba đừng để cho rớt. Cầu thủ bóng đá thua trận thứ nhất đá trận thứ nhì, thua trận thứ nhì đá trận thứ ba, thua trận thứ ba lên máy bay về nước luôn. Học sinh thi kỳ một rớt, thi kỳ hai, kỳ hai rớt, thi kỳ ba rớt, về quê chống công đó. Mình rớt thời kỳ ông Phật Diên Đăng, rớt thời kỳ của Phật Thích Ca, còn Phật Di Lặc nếu lần này rớt nữa, Phật nói là nếu thời kỳ này người chẳng chịu tu, hãm giam hồn phách trốn lao tù, làm bùn, làm đất, làm cây đá, trơ trọi giữa trời và kiếp thu. Ai không tu đầu thai làm cục đá, đứng 500 năm giữa Bồ Tát cầm những lụa thật mỏng quét xương kéo vào đi, 500 năm trở lại quét làm quét chừng nào tảng đá, nó mòn hết trơn, mới tiến quá lên. Quý vị biết bao giờ mình đầu thai làm gì? Cục đá lớn như thế này mà cầm những lụa mỏng quét cái đi, con lấy cục đá bằng ngón tay thôi mình đặt chưa chắc gì vậy, mà quét như thế này bao giờ mòn? Như thế bao giờ mới tỉnh tu? Hãm giam một cách trốn lao tù, nên hôm nay mình được làm người là mai muôn thổ, cũng là do xưa đã có duyên lành. Bây giờ nếu biết tu hành tất là sẽ được trở thành Phật tiên. Thì tóm lại trong cái chủ đề vì sao tôi đi tu, con trình bày ba ý. Ý thứ nhất là gì? Sự khổ đau cuộc đời hiện tại, mưa gió chiến tranh bão lụt thiên tai ở vùng xa vùng sâu rất là nhiều rồi, ở phương xa kia tới khổ thì mình chuẩn bị sẽ tới mình không xa đâu. Gió giông thì cõi cây rung, phương xa có giật thì không dung mảnh nào. Người ta cài ruộng, ta cài vòng tròn, chừng nào mà tới khoảng giữa là sẽ xong cái con đường đó. Ở bên kia, bên nọ, bên này, chỗ mình là trung tâm, tới cảnh khổ là không còn đường lựa chọn. Cái thứ hai, sở dĩ mình tu là do gì? Mình có duyên với Phật Pháp, nhiều đời nhiều kiếp đã từng hướng thiện quy y, ngày nay được biết quy y là do tiền kiếp mình có đi đường lành. Tu thêm nhất định sẽ thành, cũng như giàu có được dành nhiều năm. Và thứ ba là vì sanh tử vô thường, cái sống cái chết, ngày mai mình không biết được cuộc đời của mình như thế nào. Nếu như mình lo tu, dù cho tử thần có đến đi nữa cũng không sao. Đức Phật Thích Ca, Ngài đã bỏ cái thân hiện tại, nhưng mà linh hồn Ngài đắc nhập Niết Bàn, không còn sống chết, tử sinh trong cuộc đời này nữa. Nương theo gương Phật, thầy mình cũng vậy, Ngài đã đắc đạo rồi, xuống đây dạy chúng sinh. Cha mình là thợ hồ, mình học nghề theo, mình sẽ là thợ hồ. Mẹ mình là thợ may, mình học nghề theo, mình sẽ là thợ may. Thầy mình là Phật, nhất định chúng ta tu sẽ thành Phật. Thôi thì giờ đây con xin kết thúc cái đề tài này để dành lại thời gian cho cô bác mình cũng nghỉ ngơi. Hôm nay mình cũng đã thức, con nghĩ chúng ta nửa đêm rồi, vì chuyện cao siêu Phật Pháp còn dài. Xin hẹn cô bác mình ngày mai sẽ tiếp tục. Và chương trình ngày mai thì Sư Mỏng sẽ cùng quý vị đi qua những cái đoạn đường tham quan, mình viếng chùa Vạn Linh, coi Thập Bát La Hán ở phía sau, rồi cái chuông tám tấn ở phía sau chùa, rồi mình sẽ đi qua hướng điện kính cái chỗ cái hang gắn đó, rồi mình sẽ qua cổ nhân miếu là xương của người ta, xương người ta chết lâu năm nó quá thành đá, quý vị tới đó coi cho biết. Rồi tiếp tục nữa mình vô trong cái chùa của hai sư cô, tới đó là mình nhìn thấy được ba cái ngọn núi luôn, một là núi dài Vạn Liên, cái thứ hai là núi Ô Tô, ba là thấy cái dồn chư thần. Dồn chư thần ngày xưa ai mà tới đó là lên hết chân, những phần căn nhập dựa nên nó đều ứng hiện hết.
và cuối cùng mình lên cái điện Mùa Hăng là cái nơi cao nhất trong cái vùng Thất Sơn, 716 mét, là cái nơi linh thiêng. Rồi mình bật qua cái điện Mồ Côi, mình chung xuống cái hang điện 13, cái chỗ mẹ đẻ ngày mai con làm bà mụ đỡ đẻ cho quý vị. Rồi xong cái mình trở lại ăn cơm tiếp tục nghe đạo. Rồi chương trình Vũ Linh đã xong, mời quý vị chút xíu nữa vũ mừng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị, thì lên đây con sẽ công bố cái bịch thuốc này, ở dưới kia ai có quên thì lên nhận, để con sợ con nói dòng do mà con quên. Chú số lòng dặn con là phải nói lên để mọi người đau bệnh có thuốc uống. Thì trong chương trình đi đứng hôm nay cũng khá là nhiều anh em đảng viên theo để hỗ trợ đoàn, nhưng mà vì tức là cô bác anh chị mình leo rồi hôm nay sự mệt mỏi, hôm nay thì có ban siêu mỏng lên đây gặp gỡ quý vị trong chương trình hôm nay thôi. Thì chương trình đến đây cũng xin khép lại, tại vì chuyện cao siêu Phật pháp còn dài, hay là tới đây cũng giúp dân tinh, nếu ai biết sửa tâm linh mới màu. Nam mô lòng sở nguyện cầu, chúc cho bá tánh buông sầu tiêu tan, chúc cho quý vị hưởng trọn vẹn phước duyên trong tình thương đại lòng ở đức Phật, thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm diêu thành, tu hành mau đắc quả, nẻo luân hồi không tiếc nối chuyển xây, giờ cực lạc bác bên thầy hỏi dạ. Chương trình đến đây cũng xin khép lại, và chúng ta sẽ xuống dưới dùng cháo từ buổi tối hôm nay, và sáng lại thì tầm cỡ 3:40 chúng ta thông báo của bác anh chị mình thức dậy, sau khi rửa mặt vệ sinh xong thì đi vào công phu sáng, còn có một số anh em gặp đỡ quý vị chia sẻ tới sáng nữa. Mong chúng ta quan hỷ trong chuyến đi này. Con xin hết Nam mô A Di Đà Phật. Và thuốc này có ai quên bỏ đâu thì cô bác anh chị mình lên nhận ha. Ở đây thì bây giờ tiếp quản để cho cái bàn này. Bây giờ là nếu ai có quên thì lên đây mình nhận bịch thuốc để thầy có uống nha. Mua đi học Phật. Mình tính giờ 40 phút thôi, bây giờ mình kết thúc cái chuyện cái bữa đầu tiên, cái bữa đầu tiên mà mình đi viếng núi ở đây. Bữa nay là ngày 30 tháng 5 năm Giáp Thìn gì. Bữa tối hôm nay kết thúc rồi đó. Ngày mai là bắt đầu một cây tháng 6 là tiếp tục. Mình kết thúc cái clip này với chị ăn. Bye bye. Cái chẳng ăn chưa? Cho chị cái mền đi Phúc. Còn cái mền được không? Dạ. Hiện tại là chị đang thiếu mền. Phúc. Cho ăn chưa? Chưa. Không ăn sắp ra. Đi. Mấy giờ Phúc? 7:50. 7:50 rồi, bây giờ còn 10 phút nữa là 8:00 rồi. 9:00 mình ăn. Ta dọn ra 9:00 mình ăn. Đi. Dẫn đường đi, không biết đường nào đi xuống luôn rồi. lên đường ăn cháo bụng quá rồi, đi mà ra chưa dạ mà không biết bỏ điện thoại đó cái còn đó đồng hồ nó mất tiêu rồi, vô mùng ngủ hả. Cháo khuya cháo tối. Ủa con dép mình ai mang rồi ta? Tôi nói ông nghe nè. Dạ. Tại vì làm nó sáng nó quay cái nhà bếp cho tôi nghe. Bây giờ đi vô quay nhà bếp. Thôi giờ ta đi chơi ngày sáng hả? Dạ sáng quay. Dạ. Bỏ đôi dép mất tiêu rồi. Thì vậy. Rồi lấy cái giày mang luôn. Con người ăn cháo. Lấy cái tô tông lại đặng con cháo để tôi mẹ đây đi.
Cô hôm nay mình ăn cháo gì cô? Cháo 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 muối, cháo thêm muối. Cháo trắng. Cháo muối dạ. Còn gì nữa không? Cháo quay nha. À kho khô nó đó. Cháo trắng muối. Quá ngon này, cháo quá ngon. Củ cải với đồ kho khô hả? Củ cải kho khô. Nấu nhiều quá ngon luôn. Ngon không? Ngon. Ăn cái này tối là rồi tối nay ngủ sáng đêm đi luôn. Uống nước vô sáng đêm luôn khỏi ngủ. Đã ngon quá. Cho nhà ăn cháo. Ăn cháo. Ủa ăn cháo mà trang cái này là cái gì chị? Dạ nước cháo ăn hả? Cháo mình ăn cháo bây giờ. Cháo gì rồi đây. Ăn mọi lúc mọi nơi nè. Cái phố nào cũng có người hết á. Giống thịt mới từ ngon quá. Ai tô cái nữa mà ăn cháo thấy vui quá ha. Cháo gì coi? Cháo gì vậy? Cháo trắng ăn với cái gì? Cháo trắng con mặn. Ăn vui. Con mặn hả? Cháo trắng ăn con mặn ngon lắm. Rồi múc nữa một cái giá. Vừa nói đạo xong rồi xuống đây có cháo ăn liền. Không biết cháo nấu hồi nào. Đó 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 tôi sẵn nè. Còn màu lắm. Đâu. Đông quá. Đông quá đâu. Ủa ăn cháo chưa anh? Dạ rồi ạ. Rồi hả? Để em quay cho anh ăn đi. Mau với hả chị? Đúng rồi, thấy mèo quá, tại YouTube không lại gì á. Bình Cần Thơ. Hả? Bình Cần Thơ. Chú, cô, mình muốn ăn cháo thì mình phải làm sao? Hả? Muốn ăn cháo hả? Lấy muỗng múc, để cho miệng hấp. Vậy đó hả? Rồi, rồi lấy cái muỗng bỏ vô. Rồi muỗng bỏ vô. Rồi bắt đầu quậy quậy ra. Không biết ăn cháo nữa, mất chỉ nữa. Đây. Đây tôi cho quay nhớ quậy này cho tôi luôn nha. Rồi quậy quậy rồi để cho miệng bỏ vô. Rồi rồi để cho tôi đó. Để củ cải vô. Để khô khô vô. Đây đây có đây luôn nè. Để nhiều chất sáng ra ta này thức sáng đêm quá không ngủ được. Cứ việc đi, bao ăn nè. Rồi gì? Cháo, củ cải với gì cô? Sao báo hả? Củ cải, rồi nước nước. Ờ, củ cải với cái đầu dưa leo muối. Hả? Dưa leo muối được. Củ cải với sao báo khác nhau hả? Hỏi cô, hỏi gì cô nói sao? Vậy là chị cũng phát hiện được không hay à? Không, nó khác, tại vì đi chứ đi miệt dưới thì kêu khác, trên mình cũng khác vậy đó. Là hai tí khác nha. Có ngày em quay cái đó làm lâu được ngủ không? Tại nó quay bơ là lâu rồi. Quay quay mà nó quá nhiều lớp cháo bao nhiêu. Hình như là chiếc này đi đông mà thành ra. Để hết. Đó, cầm cái cháo đi hoài không ăn được luôn. Quay em có đem tô nữa nè, ai đem tô nữa không quay mình. Rồi cái tóc này là rửa chén nè. Đó, một cần nè. Cái nồi cháo đây là cái nồi cháo đại bang luôn. Bữa nay nấu mấy nồi cô? Hai nồi hả? Cái nồi này chắc cũng nhiều lít lắm à, 50 lít luôn cô. Cái nồi này lớn không? Cái nồi này nếu mà nấu cơm thì chắc có 50 lít không? Không có nấu cơm rồi này, chứ mà nấu cháo cái nồi chỉ nấu canh đồ. Nấu cơm bằng nồi và cơm điện thôi. Nó ngay gặp cô được. Rồi ăn đi. Cầm gì sao bắt tay cô, bắt tay cô cái đổ cái tô vào cháo. Đây cái gì nè. Bắt cái thao đi. Bắt cái thao. Dạ có ai cười nó chay. Ồ, bên này sáng quá, thôi đây quay tới đây thôi, phút sau cũng quay. Rồi, bây giờ mình quay tới ra nha. Sao? Mình ăn cháo mình cảm giác mình thấy sao? Ngon hả? Ngon hả? Hả? Là tại đó ngon. Hả?
Tại thử nấu nó ngon phải không? Cầm mới đeo tô cháo đi hoài luôn. Ngon lắm. Ăn cháo rồi đi luôn hả? Đã chưa? Rồi bữa giờ kết thúc rồi đó. Anh nhận đồ đó. Anh cầm cái tô cháo đi hoài luôn. Mới hai đoạn chưa tắt biết ấy. Sao? Ăn giác là cảm giác sao? Ngon không? Mà chiều giờ có ăn gì chưa? Dạ chiều có ăn cơm. Ăn cơm à? Vậy là ngon thiệt rồi, chứ không phải đói quá. Ủa cái tô cháo của em ngon hả? Tô cháo của anh á. Không? Em nhiều hơn. Nó nhiều hơn phải không? Rồi. Mình đi một vòng rồi đó, bây giờ mình ngồi đây mình ăn nha. Cái này còn chỗ ngồi không cô? Còn cho mình ké nha. Dạ ké đi. Mình ngồi rồi với mấy đứa bé này mình không sợ nó ăn hiếp. Không sợ ăn hiếp thì ăn hết. Dạ mình tạm lưng ở đây mình ăn ăn cháo gì vậy? Mình đi cho xuống. Rồi mình đi cho xuống dưới này. Mình gỡ cái gì á cho mấy người mấy con. Sao nữa đi? Dạ. Sao nữa đi? Thôi thôi, ăn gì ế chết luôn á. Chị đồn tôi đây ế chết luôn á. Ế là mễ đập chai gì mà ế gì mễ. Ba là mạnh là ta. Đập chai không bằng nói da. Cô làm ăn cho dễ. Rồi như vậy là mình tới cái phần sau hậu hậu kỳ là tới cái phần rửa chén, rửa chén đũa muỗng rồi xong rồi mình đi chở rau gì vậy. Rồi đây là cái khu chén đũa muỗng ăn xong rồi mấy cô rửa xong sạch sẽ hết rồi để sáng tiếp tục ăn rồi sáng rồi mình đi gì. Rồi đi trở lên để coi như bữa cái gì giờ này mới ăn. Dạ giờ này mới ăn tại để về con mới ngồi ăn cái đó chăn đâu cái đó hạt mía cái hạt mía nó gì kia có chăn ăn chưa. Cô ngon cô? Cũng ngon. Cô nấu. Quá ngon. Rồi, cảm ơn cô. Không lẽ mình nói không ngon. Phải nói là quá ngon luôn. Ai bán đường thì cái ngọt. Vậy vậy là sáng mai nha mình ăn rồi mình nói với cô. Ăn rồi mới đi. Sáng ăn cơm hay ăn cháo cô? Đang ăn cơm chứ ăn cháo gì lo gì nói. Mình để hỏi ăn cháo lại coi nha. Sáng cơm, sáng cơm. Cơm mà 8 giờ mới đi mà. Rồi, vậy là 8 giờ mới đi. Dạ, dạ. Khoảng 9 giờ mới xuất phát. Dạ. Thank you.
cô Châu rồi, mất cô Châu mất tiêu rồi. Sáng 7 giờ rồi văn cái mùng đại ban mùng 80 phước luôn đủ cái đại đội luôn. Được rồi chị, được rồi đi đi lên. Thì tao văng tao chừa cái lầu cho mày đi đó, mất dịch. Giờ bây giờ mình vô đây mình đi luôn nè. Rồi. Sao mình không bún phùng mùng vô đó luôn Phúc? Sao chứ mình không bún mùng vô đó luôn? Bún mùng hả? Có không? Dạ, ừ vậy đi. Bún tới đó cho nó rộng rồi mình ép mình chở cái chả mình ngủ. Xong cái tràn ở ngoài mũi vô sao? Tới vách thôi. Tới trong vách, trong vách. Đó, vậy nó rộng nhiều lắm á. Tao qua bên kia đi nữa. Tao bước hàng vào luôn. Rồi, bây giờ mình ra ở đây mình chép dữ liệu rồi ra quý vị. Rồi bắt đầu mình nghỉ nha. Rồi. Tạm dừng ở đây. Quá rồi, đồ đã. Tứ tung hết trơn rồi. Rồi, mình cảm ơn đi. Giờ này là 8:15 à, mình tạm dừng vô để mình chết dữ liệu ra. Rồi sáng mai mình bắt đầu tiếp tục mình tiếp tục cuộc hành trình ngày thứ hai. Nói mai là một tây tháng tháng 6 rồi là tiếp tục ngày thứ hai là mình đi dưới núi. Rồi bây giờ mình tạm ngưng ngày đầu tiên ở đây nha. Chào tạm biệt.